Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với cả chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, giám đốc logistics của Procter Gamble Việt Nam. Thì chị Nguyễn Thị Hoàng Anh thì là cũng là được coi là một người đại diện cho một cái lĩnh vực là lĩnh vực logistics, và cái lĩnh vực đấy được ví là một cái lĩnh vực dành cho nam giới. Thì hôm nay thì chị Hoàng Anh sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái vấn đề đó và những cái gì mà chị đang đạt được ở trong công ty hiện tại, và những cái điều kiện mà chị đã đưa ra cả thị trường bên ngoài để có thể đạt được một cái bình đẳng giới. Xin chào chị Hoàng Anh. Xin chào Reno và cảm ơn về lời giới thiệu của Reno. Trước khi chúng ta mà nói về cái chuyện này thì cũng được biết là chị Hoàng Anh là đã công tác ở P&G cũng đạt được một thời gian. P&G cũng tạo một điều kiện, tạo những cái môi trường, tạo những cái công cụ để mình có thể đưa những cái hình thức để có cái bình đẳng giới ở trong cái nội bộ, trong công việc đó. Thế thì chị có thể chia sẻ hơn cái môi trường đó là như thế nào, các cái công cụ của công ty đang cung cấp cho chị là sao? Thì tôi đã làm việc ở P&G là 14 năm trong lĩnh vực logistics, thì một lĩnh vực mà mọi người thường được cho là dành cho nam giới. Tuy nhiên thì tôi đã thấy một cái môi trường hoàn toàn rất là phù hợp và một tổ chức luôn hỗ trợ tôi để mà phát triển và thành công. Thì tại P&G á, cái kết quả vậy là thước đo quan trọng nhất, cho nên tôi đã nhận được cái sự những cái chương trình của P&G để mà nâng cao cái khả năng lãnh đạo của mình. Ngoài ra thì tôi cũng nhận được những cái sự cố vấn từ các mentor và các đồng nghiệp của tôi để luôn thúc đẩy tôi vượt qua những cái giới hạn của bản thân. Và tôi chưa bao giờ thấy là phụ nữ nó là một cái rào cản để mà giúp mình thành công để và đạt được những cái mục tiêu nghề nghiệp của mình. Thì tôi bắt đầu sự nghiệp của mình tại P&G, và một thời gian ngắn sau đó thì tôi có cơ hội được làm việc và sinh sống ở Singapore, phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương để thiết lập một cái quy trình tiêu chuẩn về khai báo hải quan để nâng cao cái tính minh bạch và tính chính xác trong cái quá trình khai báo hải quan. Thì cái công việc đó đã giúp tôi có cái cơ hội được làm việc với các nền văn hóa khác nhau, nhiều phong cách làm việc khác nhau và những cái thách thức kinh doanh, và giúp tôi đã học hỏi và phát triển bản thân rất là nhiều. Cái việc mà chị cũng đã có một cái mong muốn để thúc đẩy cái việc là trao quyền cho nữ giới, và những cái việc mà chị đang cố gắng đẩy các cái chương trình kiểu như này thì chị mong muốn kết quả gì từ đó? Tôi luôn mong muốn là phụ nữ thì mình đừng thiếu sự tự tin, cũng đừng sự thất bại, và phải cũng đừng thiếu hoài bão và đam mê. Thì tôi nghĩ rằng là nam giới hay là nữ giới đều có thể có những cách tiếp cận khác nhau trong cái vấn đề kinh doanh và quản lý con người. Là một phụ nữ lãnh đạo thì có thể là sẽ thấu hiểu, đồng cảm và tinh tế hơn. Tuy nhiên là những cái cách tiếp cận khác nhau này thì đều bổ sung cho nhau và đem lại một cái kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Về vấn đề cân bằng trong công việc và cuộc sống thì người phụ nữ sẽ cần một cái sự đồng hành từ người nam giới để chia sẻ cái công việc nhà cũng như là chăm sóc con cái. Điều đó sẽ giúp cho phụ nữ họ cảm thấy tự tin hơn. Khi mà có những cái cơ hội thì họ không cảm thấy, họ có thể nắm bắt ngay và họ không cảm thấy là do dự hay là cảm thấy tội lỗi. Và bản thân tôi á, thì chồng tôi và tôi đều chia sẻ cái công việc nhà, chăm sóc con cái và cùng nhau để mà phát triển cái sự nghiệp của mình. Thì bản thân em cũng là người cũng có con, đúng là phụ nữ thì sẽ có nhiều các cái trách nhiệm hơn, vừa Đúng phải đi rồi. làm việc, vừa phải là mẹ, vừa là vợ, và vừa phải chăm, gọi là có cái công việc nhà. Thế thì em muốn hỏi thêm về cái việc là thế, trong nhà chị với chồng chị thì mình phân bổ cái công việc chăm con như thế nào, cái việc công việc nhà nấu nướng thì nó sẽ diễn ra như nào? Chồng mình và mình là đều biết là cần phải hỗ trợ và giúp đỡ nhau, kể cả trong công việc và trong gia đình. Thì cái việc phân chia công việc đó cũng không phải là anh phải làm việc A và tôi phải làm việc B, mà nó đến rất là tự nhiên và mỗi người đều làm dựa trên cái yêu thích của mình nữa. Ví dụ một bạn thì thích nấu ăn, còn một bạn thì thích dọn dẹp nhà cửa và dạy cho con học chẳng hạn. Và cũng tùy từng những cái thời điểm khác nhau, có những cái thời điểm thì mình rất là bận rộn thì ông xã sẽ có thể làm hết mọi việc hoặc là mình cảm thấy không khỏe, và ngược lại cũng như vậy. Thì nó là một cái sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với nhau, chứ cũng không phải là một cái sự phân chia rạch ròi. Cái đó thì nó đến ngay từ lúc ban đầu hay là sau một cái thời gian mình quen biết nó mới bắt đầu có những cái kiểu gọi là thấu hiểu này? Thì đối với mình, vợ chồng mình thì cái việc đó nó cũng đến rất là tự nhiên. Cũng không biết là khi nào là bắt đầu. Có thể là từ lúc mà mình có em bé thì cái mọi công việc nó sẽ nhiều hơn và mọi người sẽ tự sắp xếp với nhau để hỗ trợ nhau tốt hơn. Trong các công việc tại P&G thì chị đã có rất là nhiều các cái hoạt động để lan tỏa và thúc đẩy các cái initiative này. Thế thì chị đã thúc đẩy và trao quyền cho phụ nữ như thế nào trong P&G?
tôi đã xây dựng được một cái phong cách lãnh đạo để phù hợp với cái tính cách của mình nhất. Khi mà tôi dẫn dắt đội nhóm của mình, hay là lúc mà tôi tương tác với đồng nghiệp, hay là cố vấn cho các bạn cấp dưới, thì tôi luôn làm điều đó một cách nó tự nhiên nhất. Và điều đó giúp tôi có cái sự tự tin trong hành động của mình, cũng giống như là để mình có thể tập trung vào việc là thúc đẩy cái hiệu suất làm việc và đạt được những cái chỉ tiêu kinh doanh. Be yourself, hay là chính mình, đó là một cái lời khuyên mà tôi luôn dành cho các bạn hậu bối. Và tôi mong là các bạn không phải thay đổi mình để phù hợp với một cái vị trí, mà là cứ phiên bản tốt nhất của mình, làm cái công việc mình đam mê để tạo ra một cái giá trị là tốt nhất. Rồi về phía cân bằng giữa công việc và cuộc sống, thì có một cái đối tác trong công việc và cuộc sống thì nó là chìa khóa thành công của tất cả các bạn phụ nữ. Vì thế thì các công ty cũng nên có những cái chính sách để hỗ trợ nhân viên của mình, rồi có những cái chương trình văn hóa và huấn luyện. Thì đối với mình thì nhờ có cái làm việc trong một cái tổ chức đó là phù hợp và có sự hỗ trợ như vậy, cũng giống như là cái sự tin tưởng, sự giúp đỡ từ các bạn cố vấn, thì tôi đã xây dựng cái kỹ năng làm việc của mình. Và ngoài làm việc thì tôi cũng còn làm một người vợ, một người mẹ đi làm, và tôi không phải lựa chọn giữa các cái vai trò đó, mà thực sự là mỗi vai trò đều tạo động lực cho mình. Và tôi cảm thấy rất là may mắn khi có mình có một cái hệ thống hỗ trợ như vậy, cho nên tôi cũng mong muốn góp phần thúc đẩy cái sự trao quyền cho phụ nữ tại P&G. Và tại P&G thì chúng tôi cũng đã, ví dụ tôi luôn là cố gắng là một cái bạn cố vấn cho các bạn trẻ, để sau này các bạn cũng có thể trở thành những cái lãnh đạo cao cấp trong doanh nghiệp. Và đặc biệt thì đối với các bạn trẻ, cái giai đoạn đầu nếu mà các bạn thấm nhuần những cái giá trị của bình đẳng thì cũng sẽ rất là tốt. Và tôi cũng rất là ủng hộ các cái chương trình chính sách nội bộ của công ty trong việc là trao quyền cho phụ nữ. Và chúng tôi cũng đã xây dựng và thực hiện một số cái chương trình, ví dụ như là chương trình là Linh In Circle, tức là các nhóm phụ nữ, các bạn nữ có thể trao đổi những cái khó khăn, những cái ý kiến giúp đỡ nhau. Rồi là cái chương trình mentorship program, là các bạn những cái chương trình cố vấn, hay là những cái Ignite Series Talk, là những cái buổi tọa đàm về hòa nhập và bình đẳng. Được biết là chị ngoài cái việc là đang thúc đẩy trong nội bộ thì cũng có những cái hoạt động bên ngoài để làm sao để thúc đẩy cái việc này ở cả bên ngoài nữa, thì những cái việc mà thúc đẩy trao quyền cho nữ bên ngoài thì chị có những hoạt động gì? Bình đẳng giới thì nó là một cái quá trình lâu dài, không thể một sớm một chiều, và nó đòi hỏi cái sự nỗ lực và cố gắng của tất cả chúng ta. Thì tôi mong rằng là tất cả mọi người đều góp phần vào việc là phá vỡ định kiến về giới ở bất kỳ nơi nào mà chúng ta có thể tạo ra được một cái sự tác động tốt nhất. Tôi thì luôn cố gắng mong muốn trở thành một cái hình mẫu cho con tôi, cũng giống như là tất cả các cái bạn nữ trẻ, để mà hình thành những cái giá trị tốt đẹp và lan tỏa cái sự bình đẳng về giới. Nói về sự cân bằng trong cuộc sống và công việc, thì cái điều mình mong muốn đó là một cái sự công bằng, một cái sự cân bằng từ trong ra ngoài. Nếu mà việc là dạy dỗ con cái là bình đẳng giới, thì cái việc mà chia sẻ công việc cũng là bình đẳng giới. Và những cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng thì đứa trẻ nó tốt nhất, phát triển tốt nhất khi mà cha mẹ cùng chia sẻ với nhau cái công việc là việc nhà và nuôi dạy con cái. Thì các công ty cũng nên thực hiện các cái chính sách để giúp đỡ nhân viên của mình trong vấn đề bình đẳng giới. Và tại P&G thì chúng tôi cũng có những cái chính sách thường xuyên kiểm tra định kỳ các chính sách để cho nó được thực hiện một cách hợp lý nhất và phù hợp với hiện tại cái nhu cầu hiện tại của nhân viên. Trong nội bộ mình thúc đẩy và mình có một cái sự hỗ trợ và mình có một cái gọi là cái độ lan tỏa mạnh mẽ như vậy thì nó sẽ cần sự tham gia của những ai trong nội bộ công ty? Thì để có một cái sự lan tỏa mạnh mẽ như vậy thì đó đã là một cái sự tham gia của toàn thể công ty. Và cái quan trọng trên hết bắt đầu là cũng phải từ ban lãnh đạo của công ty. Thì ban lãnh đạo họ phải là cái người đi đầu trong việc muốn trao quyền cho nữ giới, lan tỏa cái giá trị của sự bình đẳng, và họ thấy được cái giá trị của việc như vậy, và từ đó thì sẽ có những cái chương trình để mà và có những cái bộ phận sẽ cái thực hiện để kết nối với tất cả các cái nhân viên của mình và thực hiện những cái chính sách liên quan tới bình đẳng giới. Sau khi mà mình đã triển khai một số các cái hoạt động như thế này, một số các cái lan tỏa cái gọi là tư duy tư tưởng như vậy, thế thì những cái kết quả mà chị đã đạt được và chị đã ghi nhận được tới đến thời điểm ngày hôm nay là như thế nào?
và cái mong muốn của chị có thể tiếp theo trong tương lai nó sẽ là những kết quả gì? Thì nhờ những cái nỗ lực mà như mình vừa kể thì công ty hiện tại đã đạt được một cái tỷ lệ nam nữ là 50-50 ở cấp quản lý, và chúng tôi cũng đang tiếp tục nỗ lực thay đổi hơn nữa để đạt được một cái tỷ lệ là 50-50, tỷ lệ nam nữ ở tất cả các cấp. Và để thúc đẩy cái sự thay đổi như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà phá vỡ định kiến về giới thì cần phải lan tỏa trong tại nơi làm việc và trong cả trong xã hội. Thì đối với P&G, chúng tôi đã chọn để tập trung vào một số lĩnh vực để tạo ra những cái sự khác biệt tốt nhất, và trong mỗi lĩnh vực thì chúng tôi hợp tác với một số những cái đối tác mà có uy tín, có tâm huyết, để từ đó tạo ra kết hợp các cái nguồn lực với nhau để tạo ra những cái giá trị lớn hơn, những cái tác động lớn hơn. Ví dụ về phía nhân viên thì chúng tôi xây dựng một cái môi trường làm việc mà tất cả các bạn nhân viên đều được là cảm thấy bình đẳng và hòa nhập. Tất cả các nhân viên họ đều được là phát triển cái sự nghiệp dựa trên cái sự đam mê của họ, và không có một cái rào cản gì về từ thành kiến về về bất kỳ một cái thành kiến nào. Trong cái bộ phận logistics mà tôi phụ trách thì bộ phận mà thường được coi là dành cho nam giới, về cái môi trường 24/7 và cái tính linh động và linh hoạt và năng động của nó rất là cao. Tuy nhiên là có rất nhiều những bạn nữ thành công. Đó. Còn về phía nhãn hàng thì chúng tôi cũng thông qua cái tiếng nói của các nhãn hàng của mình, thông qua các chương trình quảng cáo và truyền thông để mà chia sẻ những cái thông điệp về bình đẳng giới. Ví dụ như là chúng tôi có những quảng cáo như Ariel Share the Load, tức là cả chồng cả vợ cùng tham gia về công việc giặt giũ chẳng hạn, hay là những cái quảng cáo khác về Olay, Gender Destiny. Về phía cộng đồng thì chúng tôi cũng tiếp tục hỗ trợ mọi người trong cộng đồng để phát triển. Làm sao để mình xóa bỏ được cái định kiến về giới? Tại vì là đúng là tại môi trường ở Việt Nam hoặc là các cái nước phát triển thì đúng là cái việc này nó sẽ hơi khó hơn một chút, thì chị có thể chia sẻ về cá nhân chị đang làm những cái gì để truyền cảm hứng đấy cho những doanh nghiệp xã hội như vậy? Thì tôi rất là may mắn là ngay từ những ngày đầu khi vào làm ở P&G đã có những cái đồng nghiệp và các cố vấn để mà truyền cho tôi những cái tri thức, trí tuệ, cũng giống như là giúp cho tôi trải qua những cái thử thách trong công việc. Hiện tại thì tôi vẫn tiếp tục là nhận được những cái sự học hỏi từ các cố vấn của mình và nhận được cái sự giúp đỡ của họ, cũng giống như là tham gia những cái chương trình huấn luyện của P&G để mà phát triển cái sự nghiệp của mình. Vì thế thì tôi cũng mong muốn là được góp sức lại, đặc biệt là trở thành những cái người cố vấn cho các bạn trẻ. Và ở P&G thì tôi là người cố vấn cho các bạn trẻ, vừa nam và nữ, để họ thành công, cũng giống như là để mà thúc đẩy cái thông điệp về bình đẳng giới cho tất cả các phòng ban trong công ty. Cái câu hỏi này thì có thể là hơi tế nhị một chút, nhưng mà ví dụ như chị đang nói đến các cái cố vấn của mình, thế thì cho em xin phép hỏi là những cố vấn của chị là những ai, có thể những cái profile của họ như thế nào để có thể là các bạn sẽ có những cái gọi là cái motivation, inspiration để sau này mình cũng sẽ tìm một cố vấn kiểu như vậy cho mình. Thì chương trình cố vấn, cái mentorship program ở P&G là một cái chương trình rất là hiệu quả. Thì trong đó các bạn nhân viên, bao gồm cả mình, đều được khuyến khích là tìm cho mình một cố vấn, thường là những cái anh chị mà ở một cái level cao hơn, hoặc là cũng có thể là ngang với level của mình. Trong đó mình có thể và không cần phải là trực tiếp làm việc trong cái lĩnh vực của mình, nhưng mà họ sẽ là những cái người mà mình cảm thấy là mình có một cái chemistry, có một cái sự tin tưởng, để mình có thể chia sẻ những cái khó khăn, những cái thách thức trong công việc của mình, và họ sẽ đưa ra những cái lời khuyên cho những cái bước tiếp theo mình nên làm như thế nào. Và những cái chương trình cố vấn như vậy nó đã được chứng minh là rất là hiệu quả ở P&G, và hầu như tất cả các bạn nhân viên và kể cả những bạn nằm trong ban lãnh đạo cũng vẫn tiếp tục có những cái cố vấn cao hơn. Thế thì cho em xin phép hỏi là cái chương trình cố vấn đó thì em cũng rất là quan tâm, tại vì là hiện nay thì nó có rất là nhiều các cái trường đại học cũng đang xây dựng các cái chương trình gọi là mentorship cho các cái bạn sinh viên để có những cái bức tranh gọi là cái cách nhìn, cái góc nhìn ở bên ngoài. Thế thì cái chương trình này nó diễn ra như thế nào, thời gian bao lâu, xong rồi cái độ tương tác giữa người cố vấn và những cái mentee của mình nó đang diễn ra như thế nào?
những cái chương trình cố vấn này thì nó cũng không đóng khung trong một cái khoảng thời gian cụ thể nào. Nó có thể kéo dài ở xuyên suốt cái sự nghiệp của mình. Khi mà mình còn làm việc ở P&G thì mình sẽ vẫn đồng hành với cái người cố vấn như vậy. Và tất nhiên là mình không cần là phải chỉ có một cố vấn, mà mình có thể có nhiều cố vấn tùy theo cái thời gian của mình cho phép, cũng như tùy theo là việc là mình thấy được một cái người cố vấn phù hợp với mình để mình có thể chia sẻ. À, cái chương trình này thì chắc rằng là cũng đang triển khai ở tất cả các cái quốc gia mà VNG đang có mặt. Đúng Vâng. Câu hỏi tiếp theo thì cũng đã biết được rất là nhiều các cái hoạt động của chị trong nội bộ của công ty và những cái công cụ, các cái môi trường mà công ty tạo ra. P&G là một tập đoàn toàn cầu rất lớn rồi. và có những cái chính sách và những cái định hướng rất là cụ thể và rất là tiên tiến. Với cái xu hướng phát triển của thị trường Việt Nam và cái môi trường Việt Nam cũng đang dần gọi là toàn cầu hóa. Thế thì chị đang ở giữa góc độ quan sát của chị thì các cái doanh nghiệp Việt Nam đang đang ở chỗ nào, đang ở đâu trong cái lĩnh vực này? Thì các doanh nghiệp họ đều có những cái chính sách riêng của chính mình, tùy theo cái chính sách của mỗi công ty để họ có thể là xây dựng cái chương trình bình đẳng và đa dạng phù hợp cho công ty của mình. Và cũng không có một cái công thức nào để nói là cái chương trình nào là phù hợp và cái công ty nào là đang ở một cái mức độ thành công hơn. Nói chung là cái triết lý của nó thì đề cao cái sự bình đẳng và hòa nhập của tất cả mọi người, tất cả nhân viên, nơi mà nhân viên họ được là thể hiện, được khuyến khích để thể hiện bản thân của mình, được làm cái phiên bản tốt nhất của mình và họ được phát triển bất kể sự khác biệt nào. Thì như vậy thì các công ty họ sẽ tạo ra một cái môi trường làm việc mà đạt được cái kết quả tốt nhất. Và khi các nhóm họ làm việc với nhau, các cái thành phần trong một nhóm họ làm việc với nhau một cách hiệu quả, đem lại kết quả tốt nhất, thì nó cũng sẽ cái đem lại cái sự thành công và phát triển của doanh nghiệp. Cái việc này không thể là một mình làm được và mình sẽ phải có những cái gọi là cộng đồng, đồng minh của mình. Thế thì chị có thể chia sẻ thêm về gọi là các đồng minh của mình hiện nay đang đang là ai hoặc là các cái hoạt động chung đang hướng tới là có thể lan tỏa cho xã hội, lan tỏa cho các cái gọi là giới cộng đồng doanh nghiệp khác thì đang diễn ra như thế nào? P&G đều tích cực tham gia các cái diễn đàn thúc đẩy tăng cường cái sự bình đẳng giới. Ví dụ như gần đây thì chúng tôi cũng có tham gia một cái tọa đàm để thúc đẩy cái sự đa dạng trong cái môi trường làm việc của mình. Thì chúng tôi cũng kết hợp và thông qua các cái nhãn hàng của mình, các cái chương trình quảng cáo truyền thông của nhãn hàng thì cũng gửi đến cái thông điệp đó tới cho xã hội. Trong những cái hoạt động kiểu như vậy thì đúng là nó sẽ có rất là nhiều các cái gọi là mình phải nhận nhận thức được cái giá trị của cái bình đẳng giới này và cũng là một cái gọi là diversity và inclusion cũng là những cái chủ đề nó rất là common trong tất cả các cái doanh nghiệp. Thế thì theo chị đánh giá thì nó có khác biệt gì chị đã từng làm ở Singapore, đã từng làm ở một cái quốc gia nó là gọi là cái hub, cái trung tâm của khu vực. Thế thì nếu mà chị so sánh hai hai điểm mà chị đang làm là Việt Nam và Singapore thì liệu hai cái chỗ đấy nó khác nhau nhiều không? Thì cũng khá là khá hợp kiện để so sánh giữa Việt Nam và Singapore. Khi mà có sự so sánh thì mình sẽ phải nhìn vào ví dụ như là từng cái đối tượng doanh nghiệp, từng cái đối tượng tầng lớp người dân, ví dụ như là ở thành phố hoặc là ở nông thôn. Thì đối với Singapore thì nó là một cái thị trường mà hầu như đó là thành phố hóa rồi, thì nó sẽ có khác với Việt Nam một chút. Tuy nhiên thì khi mình làm việc ở Singapore hay Việt Nam thì mình đều thấy là mọi người đều rất là nỗ lực để mà xóa bỏ cái định kiến về giới và giúp đỡ phụ nữ để phát triển và thành công, để trao quyền hơn cho họ. Đúng là tại vì những ví dụ em thì cá nhân em cũng đã observe được một cái ở bên Singapore thì nó cũng không có hoàn toàn trong xã hội nó không còn có phân biệt là nam nữ, kể cả ví dụ đi ăn thì chia sẻ tiền hoặc là các thứ thì nó rất là bình thường, đó là một câu chuyện rất là bình thường. Tại vì ở chỗ đấy thì ngay từ ban đầu khi mà ví dụ tốt nghiệp xong trường học thì hai cái nam và nữ thì không có gì khác biệt nhau, kể cả về mặt thu nhập hay là về mặt vai trò hay là những cái cơ hội công việc. Những người mà quan tâm đến cái chủ đề này, quan tâm đến những cái gì mà P&G đang làm thì chúng ta có thể tìm được cái thông tin ở đâu? Thì hiện tại chúng tôi cũng có cập nhật các cái chương trình trên các website của P&G và những cái trang web của P&G và linking của trang của P&G, thì các bạn quan tâm đều có thể truy cập vào những cái trang web này. Thế thì nhân tiện là đang chúng ta đang có một cái chương trình như thế này và đang có những cái câu chuyện như thế này, thế thì chị có mong muốn gửi gắm cái thông điệp gì cho các bạn đang đang xem, đang theo dõi chương trình của mình không?
Tôi cũng muốn chia sẻ lại, đặc biệt là đối với các bạn phụ nữ, là cái thông điệp là phụ nữ thì chúng ta phải có một cái niềm đam mê, hoài bão trong sự nghiệp của mình. Cái sự thành công của bạn nó đến từ việc là cái giấc mơ của bạn nó lớn đến mức nào, và trong quá trình đó thì phải kết hợp được cái sự giúp đỡ từ công ty, từ những người đồng hành của mình để giúp mình thành công. Và thứ ba nữa là đừng bao giờ sợ thiếu sự tự tin và đừng bao giờ sợ thất bại. Rất là cảm ơn chị Hoàng Anh đã chia sẻ một cái câu chuyện rất là mang rất là nhiều cái tính giá trị cao, và nó là một cái giá trị nó thú vị mà nó là tiên tiến. Rất là mong chị sẽ ngày càng có nhiều hoạt động hơn nữa để thúc đẩy và lan tỏa những cái câu chuyện như thế này. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn Rina. Ghế sofa nhà bạn có mùi, giới thiệu nước xịt vải Downy chống khuẩn mới. Chỉ cần xịt để diệt sạch 99,9% vi khuẩn, đánh bay mùi khó chịu cho những đồ khó giặt. Hãy dùng thử ngay nước xịt vải Downy chống khuẩn mới.